Mẹo sử dụng quạt điều hòa làm mát hiệu quả nhất trong mùa nóng. Bạn muốn trang bị một chiếc quạt điều hòa, tên gọi khác là máy làm mát không khí cho căn hộ của mình. Vậy bạn đã biết cách sử dụng thiết bị này hiệu quả chưa? Tham khảo mẹo vật mẹo vật cuộc sống dưới đây để bỏ túi bảy mẹo sử dụng quạt điều hòa làm mát hiệu quả nhất trong mùa nóng nhé. 1. Đặt quạt ở vị trí thông thoáng, mặt lấy gió đặt ở nơi hứng gió nhiều. Quạt điều hòa có chức năng làm mát bằng cách cân bằng độ ẩm môi trường, nhưng khi sử dụng bạn không cần đóng kín cửa như khi gắn máy lạnh, bạn chỉ cần đặt quạt ở nơi thoáng khí, rộng rãi, quạt sẽ làm mát hiệu quả. Quạt sử dụng nước để giảm nhiệt độ, nhưng không phun hơi nước ra ngoài nên bạn có thể dùng cho phòng có thiết bị điện tử mà không lo hư hại. Mặt lấy gió, mặt sau lưng của quạt nên đặt ở nơi rộng rãi, dễ hứng được nhiều gió, khuyến khích khoảng cách tối thiểu với vật cản là 20cm. Lưu ý, không đặt các vật dụng làm cản trở quá trình lấy gió và luân chuyển không khí của quạt, nếu không sẽ giảm hiệu quả làm mát và gây tốn điện. 2. Đổ lượng nước vừa đủ vào bình chứa. Nên đổ nước đầy tầm 1 trên 2 bình trở lên, quạt hoạt động khi không có nước, cũng sẽ ảnh hưởng tới độ bền của máy bơm và làm giảm tuổi thọ của quạt. Đổ quá nhiều nước dễ gây tràn, hay gì ra ngoài tăng nguy cơ chập cháy khi quạt điều hòa hoạt động. Lưu ý, không đổ nước hoa hay các loại nước thơm vào bình chứa để tạo hương thơm, chúng có thể gây tắc ở tấm làm mát, ống trên vòi dẫn nước hay thậm chí tắc máy bơm khiến quạt hư hại. Nếu muốn tạo hương thơm cho căn phòng, bạn có thể đặt sáp thơm trước quạt để hương thơm theo luồng gió quạt lan tỏa vào không khí, trong phòng. 3. Vị trí ngồi phù hợp để hứng được vừa đủ lượng gió mát. Quạt có công suất dưới 80W, nên ngồi cách quạt tầm 2 đến 3 m để hứng được lượng gió vừa đủ mát. Công suất trên 80W thì ngồi xa hơn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tránh bị cảm, đau đầu, chóng mặt. 4 vệ sinh quạt điều hòa thường xuyên. Người dùng có thể tự vệ sinh quạt điều hòa định kỳ mỗi tuần trên tháng tùy nhu cầu sử dụng. Đối với màng chắn bụi, tấm làm mát hai món này có thể vệ sinh dưới vòi nước sạch và xúc rửa bình chứa nước để chúng hoạt động tốt không bị cạn bẩn và gia tăng độ bền. Một số trường hợp quạt điều hòa có mùi khó chịu có thể do quạt mới mua về có mùi keo kết dính các liên kết của tấm làm mát, sau lần đầu sử dụng sẽ hết nếu mùi không hết, có thể tấm làm mát tấm làm lạnh, của quạt không được sấy khô, bạn có thể tắt chế độ làm mát của cool mốt, khoảng 30 phút, quạt sẽ sấy khô tấm làm mát và mùi khó chịu sẽ biến mất. 5. Tạo ẩm cho môi trường hanh khô, độ ẩm thấp. Nếu độ ẩm không khí đang quá thấp, bạn nên tăng ẩm thủ công bằng cách lau nhà cho nó mát mẻ, để chậu nước hoặc tấm khăn ẩm trong phòng để tạo độ ẩm không khí. Đối với không gian ngoài trời, thì làm có thể xịt nước hoặc lau cho sân trên sàn ướt để tăng độ ẩm cách này sẽ hỗ trợ việc làm mát của quạt hiệu quả hơn, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Lưu ý với nhà có trẻ nhỏ nên cẩn thận không nên để sàn nhà quá ướt bạn nhé. 6. Một vài lưu ý khác. Quạt điều hòa có tác dụng làm mát không khí, không có chức năng làm lạnh như máy lạnh. Trong điều kiện lý tưởng có thể giúp giảm khoảng 4 âm 15 độ C so, với nhiệt độ môi trường và việc giảm nhiệt độ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như nhiệt độ xung quanh, độ ẩm môi trường, không gian sử dụng. Nếu không sử dụng chức năng làm mát thì quạt điều hòa có chức năng làm mát như chiếc quạt cơ thông thường. Khi khởi động quạt nên chọn chế độ cool, lấy nước lạnh bỏ vào bình chứa nước, cho thêm đá khô hoặc đá viên, chờ trong vòng 15 phút nhiệt độ phòng sẽ giảm và tăng hiệu quả làm mát tốt nhất. Sau khi hứng trực tiếp gió tầm 15-20 phút thì chọn chế độ xoay cho quạt mát đều và thoáng cả phòng. Nguồn nước trong bình chứa nước cần thay định kỳ hàng tuần, tránh để lâu nước bị bẩn sinh sôi nhiều vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình. Bên cạnh việc tạo ẩm thủ công, nên kết hợp sử dụng chế độ humidity control để kiểm soát độ ẩm và chức năng tạo ion nếu có để làm sạch không khí. Quạt điều hòa làm mát nhanh và sâu, mang lại nhiều lợi ích và khắc phục nhiều hạn chế của các loại quạt khác. Trang bị và sử dụng đúng cách để hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện của quạt điều hòa phát huy tối đa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ, hẹn gặp lại ở các video sau. Mến chào tạm biệt.